Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ hai ngày 17 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền Lâm Đồng. Chương trình tối nay có những thông tin chính sau đây. Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội làm việc và khảo sát thực địa vùng dân di cư tự do tại huyện Nam Sơn. Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 38, cơ hội quảng bá hình ảnh Lâm Đồng đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo mức lương cơ sở. Dám ăn thịt không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe con người mà còn góp phần bảo vệ môi trường và trái đất. Người phụ nữ đơn thân với tấm lòng nhân hậu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 17 tháng 12, đoàn công tác của Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội do bà Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội đã có buổi làm việc và khảo sát thực địa vùng dân di cư tự do tại xã Liên Sơ Rôn, huyện Nam Sơn. Ông Phạm S, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lâm Đồng, ông Ca Nhiễu, Ủy viên Hội đồng dân tộc, đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng cùng lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh và lãnh đạo huyện Nam Sơn cùng tham dự. Theo báo cáo của xã Liên Sơ Rôn, huyện Nam Sơn, tình hình dân di cư tự do tại xã hiện có 468 hộ với 2.500 khẩu sinh sống. Thành phần dân tộc chủ yếu là đồng bào dân tộc Hơ Mông, còn lại số lượng nhỏ đồng bào dân tộc thiểu số phía Bắc khác như Tày, Nùn, Dao. Trong đó 191 hộ nghèo, 157 hộ cận nghèo. Đồng bào dân tộc thiểu số di cư tự do đến địa phương chủ yếu lấn chiếm đất rừng, sinh sống tại các tiểu khu cách xa trung tâm xã. Đời sống của các điểm dân cư còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn các điều kiện thiết yếu như là điện, đường, trường, trạm. Để hỗ trợ cho dân di cư tự do ổn định cuộc sống, trong thời gian qua địa phương đã đầu tư trên 84 tỷ đồng và trên 330 ha tại thôn Đạ Mờ Bô để sắp xếp ổn định cuộc sống cho 200 hộ với 946 nhân khẩu dân di cư tự do đang sinh sống ven rừng phòng hộ. Từ khi thực hiện dự án đến nay, Ủy ban nhân dân huyện Nam Sơn đã cấp trên 25,6 tỷ để đầu tư xây dựng trường học, đường giao thông. Bên cạnh đó, xã Liên Sơ Rôn tiến hành cấp sổ hộ khẩu thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ các loại cây con giống, nông cụ sản xuất, đồng thời giao khoán bảo vệ rừng cho 30 hộ người dân tộc Hờ Mông. Qua đó đã góp phần nâng cao thu nhập của người dân và hạn chế tình trạng phá rừng làm nương rẫy. Còn đối với huyện Nam Sơn với trên 51.000 nhân khẩu, chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên và một số dân tộc thiểu số di cư từ các tỉnh phía Bắc. Trong những năm qua, để giải quyết tình trạng dân di cư tự do trên địa bàn, huyện Nam Sơn đã lập quy hoạch và được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 4 điểm định canh định cư với tổng mức đầu tư trên 134 tỷ đồng, sắp xếp bố trí ổn định đời sống cho trên 538 hộ với 2.753 nhân khẩu dân di cư tự do, tập trung ở xã Romen, xã Phi Liên và xã Liên Sơ Rôn. Tất cả các dự án này đang trong thời gian đầu tư cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, bên cạnh những nỗ lực giải quyết đời sống ổn định cho dân di cư tự do, thì tình hình dân di cư tự do đến địa phương ngày một đông đã gây nên những gánh nặng và khó khăn lớn cho địa phương trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Bởi Đâm Rông là một trong những huyện nghèo của cả nước, đang thụ hưởng chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết 30A của chính phủ. Bên cạnh đó, tình hình dân di cư tự do diễn biến phức tạp, gây khó khăn trong công tác quản lý nhân hộ khẩu và gây mất an ninh trật tự tại địa phương, nạn tảo hôn, v.v. Trước tình hình trên, huyện Đâm Rông cũng đã kiến nghị đến các bộ ngành trung ương xem xét bố trí nguồn kinh phí thực hiện việc bố trí dân cư tại các tiểu khu trên địa bàn huyện, cũng như sớm hoàn thành dự án sắp xếp dân di cư tự do. Đồng thời kiến nghị đến các bộ ngành chính phủ cho chuyển đổi một số diện tích đất rừng sang đất nông nghiệp để lập quy hoạch bố trí dân cư tại chỗ cho các hộ đang sinh sống. Chỉ đạo các tỉnh miền núi phía Bắc tăng cường tuyên truyền vận động và thực hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ dân cư, góp phần ngăn chặn tình trạng di cư tự do vào các tỉnh Tây Nguyên nói chung và huyện Nam Sơn nói riêng. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận làm rõ nhiều vấn đề như tình hình đời sống của người dân di cư tự do, những khó khăn vướng mắc trong việc giải quyết vấn đề di cư tự do, phân tích rõ những ưu điểm và khuyết điểm của dân di cư tự do đang làm ăn sinh sống tại địa bàn. Phát biểu tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội, đã đánh giá cao những nỗ lực của địa phương về giải quyết các chính sách pháp luật liên quan đến dân di cư tự do, đồng thời chia sẻ với những khó khăn mà địa phương đang gặp phải trong vấn đề giải quyết dân di cư tự do. Trước những khó khăn của địa phương cũng như đời sống thực tiễn của người dân di cư tự do, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng đây cũng là cơ sở, là căn cứ thực tiễn để đoàn khảo sát xây dựng nội dung để trình Quốc hội sớm có phương án giải quyết. Cái nội dung, những cái cuộc làm việc về vấn đề di cư tự do này nó giúp cho chúng tôi rất nhiều trong cái việc mà chuẩn bị cho cái thẩm tra cái dự án luật này, để bảo đảm cái sự bình đẳng về các cái dịch vụ xã hội, về các cái chính sách xã hội, trong cái việc tiếp cận các cái chính sách đối với đồng bào di cư tự do, về một số cái chính sách mà hiện nay thì trên địa bàn chúng ta có thể là người
di cư tự do chưa được thụ hưởng thì đã gợi ý cho chúng tôi một số điểm, đó là họ đến đây khi đến chúng ta là họ là người nghèo, khi mà ở nơi xuất cư thì họ cũng là người nghèo, và về nguyên tắc thì họ phải được hưởng cái chính sách của người nghèo với tư cách là người chính sách chung của cả nước. Tuy nhiên là để thực hiện cái chính sách này thì cần phải cái nguồn lực đấy phải được phân bổ cho cái địa phương mà nơi mà họ đang thực hiện chính sách cho dân di cư. Cũng trong dịp này, đoàn giám sát của Quốc hội đã đến khảo sát thực địa khu tái định cư tự do tại thôn Đạ Mờ Bô thuộc xã Li Sô Rôn, huyện Nam Sông. Nhằm thăm nắm tình hình đời sống dân di cư tự do cũng như các hạng mục công trình đang thi công tại khu dự án tái định cư. Sáng nay tại thành phố Đà Lạt, ông Phạm Trí Thức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, ông Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, ông Nguyễn Văn Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã chủ trì hội nghị lấy ý kiến về các nội dung cần được sửa đổi bổ sung trong Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương. Đại diện các bộ ban ngành trung ương, lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng và các sở ban ngành của tỉnh đã tham dự. Theo đó, Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương là hai bộ luật quan trọng được cụ thể hóa trong các quy định của hiến pháp và các chủ trương định hướng của Đảng về chính phủ và chính quyền địa phương, tạo hành lang pháp lý quan trọng cho tổ chức hoạt động của chính phủ và chính quyền địa phương các cấp. Bên cạnh đó, việc phân công, phân cấp, phân quyền giữa chính phủ với chính quyền địa phương đã được đẩy mạnh. Qua đó, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, đảm bảo tính thống nhất trong suốt của hệ thống hành chính từ trung ương đến cơ sở. Tuy nhiên, qua gần 3 năm triển khai thực hiện, một số quy định tại hai luật này cần được sửa đổi bổ sung cho phù hợp với chủ trương, định hướng của Đảng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. Đề xuất sửa đổi bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho rằng, các điểm mới cần sửa đổi phải theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền giữa chính phủ và chính quyền địa phương, giữa các cấp chính quyền địa phương. Bên cạnh đó, nhiệm vụ và quyền hạn cơ cấu tổ chức của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các cấp cũng cần tiếp tục hoàn thiện, phân biệt rõ hơn, nhất là đối với các địa bàn đô thị, nông thôn và hải đảo. Ngoài ra, việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp huyện, xã cho phù hợp trong điều kiện xây dựng chính quyền điện tử, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế cũng cần được quy định thêm trong luật để có cơ sở rà soát, sáp nhập, sắp xếp lại. Cũng tại hội nghị, một số đại biểu đề cập đến việc luật cần được quy định rõ về phân cấp, song phải hạn chế tối đa ủy quyền và xin ủy quyền để tránh cơ chế xin cho. Chú trọng hơn việc xây dựng tổ chức bộ máy nhà nước tinh gọn, nguồn nhân lực chất lượng. Lý giải về điều này, các đại biểu cho rằng tổ chức có hợp lý đến mấy mà nhân lực yếu thì cũng không hoạt động hiệu quả. Bên cạnh đó, một số vấn đề liên quan đến các bố trí, sắp xếp, sửa đổi một số câu từ trong luật cũng được các đại biểu thẳng thắn chia sẻ. Những ý kiến góp ý tại hội nghị sẽ được Ủy ban Pháp luật xem xét tổng hợp trình lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét bổ sung vào các nội dung sửa đổi bổ sung trong Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương trong thời gian tới. Với sự chuẩn bị chu đáo, nhiệt tình của Lâm Đồng, Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 38 hứa hẹn sẽ thành công tốt đẹp. Là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Chiều hôm qua tại thành phố Đà Lạt, ban tổ chức Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 38 đã gặp mặt các thành viên ban giám khảo. Ông Trần Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Chủ tịch Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 38. Ông Nguyễn Tấn Lộc, Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng, trưởng ban tổ chức. Ông Nguyễn Hà Nam, trưởng ban thư ký biên tập Đài Truyền hình Việt Nam, Phó trưởng ban thường trực ban tổ chức Liên hoan chủ trì buổi gặp mặt. Thay mặt ban tổ chức, Phó trưởng ban thường trực Liên hoan truyền hình toàn quốc 38, ông Nguyễn Hà Nam đã thông tin về lịch làm việc, tiêu chí công tác chấm thi với các thành viên ban giám khảo. Ngoài những người làm truyền hình có uy tín trong cả nước, thành phần ban giám khảo tham gia chấm thi liên hoan năm nay tiếp tục được đổi mới. Công tác chấm thi được bắt đầu từ ngày 17 tháng 12 năm 2018 với 9 thể loại: chương trình dành cho thiếu nhi, phim tài liệu, phóng sự, chương trình chuyên đề khoa giáo,
giao lưu đối thoại tọa đàm, chương trình truyền hình tiếng dân tộc thiểu số, chương trình ca múa nhạc, sân khấu và phim truyện truyền hình. Trong đó, thể loại phóng sự dẫn đầu về số lượng với 148 tác phẩm trong tổng số gần 500 tác phẩm gửi về tham gia liên hoan. Cơ cấu giải thưởng ở mỗi thể loại được tính trên tổng số tác phẩm dự thi theo tỷ lệ 5% giải vàng, 10% giải bạc và 25% bằng khen. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Liên hoan Truyền hình Toàn quốc 38 ông Trần Bình Minh đánh giá cao công tác chuẩn bị của ban tổ chức, đặc biệt là Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng, đơn vị đăng cai, đã chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để sẵn sàng cho liên hoan. Cũng như các kỳ liên hoan trước, Đài Truyền hình Việt Nam và ban tổ chức luôn cố gắng để Liên hoan Truyền hình Toàn quốc là nơi gặp gỡ của những người làm truyền hình trên cả nước, là cơ hội để trao đổi về nghề nghiệp, qua đó góp phần xây dựng các sản phẩm truyền hình ngày càng có giá trị đến với công chúng. Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam lưu ý, thành viên ban giám khảo tham gia chấm thi ở 9 thể loại cần thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, đánh giá công tâm của từng tác phẩm thực sự xuất sắc, tiêu biểu nhất, xứng đáng để trao giải. Liên hoan Truyền hình Toàn quốc lần thứ 38 sẽ diễn ra từ ngày 19 tới ngày 22 tháng 12 năm 2018 tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Sáng nay tại Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng, ban tổ chức Liên hoan Truyền hình Toàn quốc lần thứ 38 tổ chức gặp mặt báo chí để thông tin về chương trình tổ chức liên hoan tại thành phố Đà Lạt. Tham dự có ông Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đại diện cơ quan báo chí trung ương và địa phương trên địa bàn. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Văn Đa đánh giá cao công tác chuẩn bị của ban tổ chức Liên hoan Truyền hình Toàn quốc lần thứ 38. Để liên hoan diễn ra thành công, ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng, đơn vị đăng cai, cùng các ngành liên quan và chính quyền thành phố Đà Lạt phối hợp chặt chẽ với Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện tốt các điều kiện để tổ chức liên hoan. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn cơ quan báo chí trung ương và địa phương thông qua sự kiện này đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá hình ảnh Đà Lạt Lâm Đồng đến với công chúng trên cả nước, góp phần thúc đẩy sự phát triển của địa phương. Thông tin chung đến cơ quan báo chí, ông Nguyễn Tấn Lộc, Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng, trưởng ban tổ chức liên hoan, và ông Nguyễn Hà Nam, trưởng ban thư ký biên tập Đài Truyền hình Việt Nam, phó ban thường trực ban tổ chức cho biết, đến thời điểm này công tác chuẩn bị cho hoạt động của liên hoan đã hoàn tất, bao gồm địa chỉ chấm thi, hội thảo truyền hình, nơi diễn ra đêm khai mạc và bế mạc, tiêu chí cơ cấu giải thưởng và những đổi mới của liên hoan. Ban tổ chức Liên hoan Truyền hình Toàn quốc lần thứ 38 đã nhận được gần 500 tác phẩm của trên 100 đơn vị tham gia ở 9 thể loại. Chương trình dành cho thiếu nhi, phim tài liệu, phóng sự, chương trình chuyên đề khoa giáo, giao lưu, đối thoại, tọa đàm, chương trình truyền hình tiếng dân tộc thiểu số, chương trình ca múa nhạc, sân khấu và phim truyền hình. Các cơ quan báo chí tham gia buổi gặp mặt đánh giá cao công tác tổ chức của liên hoan, đồng thời đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các hoạt động bên lề, nội dung dự thi, cũng như các tiêu chí hướng tới của liên hoan, nhằm khẳng định uy tín và năng lực của ngành truyền hình, là cơ hội quảng bá hình ảnh Lâm Đồng đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Cũng trong sáng nay tại khách sạn Đu Bắc Đà Lạt, thành viên ban giám khảo của 9 thể loại Liên hoan Truyền hình Toàn quốc lần thứ 38 đã chính thức bắt đầu ngày làm việc đầu tiên. Với một số lượng tác phẩm lớn của liên hoan nên công tác chuẩn bị và chấm thi được thực hiện khẩn trương, chất lượng. Liên hoan Truyền hình Toàn quốc lần thứ 38 có gần 500 tác phẩm tham gia ở 9 thể loại. Chương trình dành cho thiếu nhi, phim tài liệu, phóng sự, chương trình chuyên đề khoa giáo, giao lưu, đối thoại, tọa đàm, chương trình truyền hình tiếng dân tộc thiểu số, chương trình ca múa nhạc, sân khấu và phim truyền hình. Trong đó phóng sự chiếm số lượng lớn với 151 tác phẩm. Qua ghi nhận trong ngày chấm thi đầu tiên, nội dung và chất lượng các tác phẩm trình chiếu được thực hiện khá sinh động, chủ đề mang tính thời sự cao. Năm nay là cũng nhiều tác phẩm của các đơn vị truyền hình của các tỉnh tham gia và rất phong phú về thể loại. Trong đó tập trung vào phản ánh cái thực hiện chính sách dân tộc trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là một vấn đề được chính phủ, đảng và nhà nước đặc biệt là quan tâm. Trong đó thì các bộ phim đã truyền thông phản ánh những cái thành tựu thực hiện chính sách dân tộc trong những năm qua và đã thu được những cái kết quả rất là tốt đẹp. Điểm mới đáng chú ý của liên hoan năm nay trong 9 thể loại thì phim truyền hình có kịch bản chuyển thể hoặc phỏng vấn theo tác phẩm văn học nước ngoài cũng được tham gia dự thi. Đồng thời thể loại phim tài liệu lần đầu tiên được mở rộng xét giải với các phim tài liệu dài tập. Bên cạnh đó sự đổi mới về thành phần ban giám khảo từ 50 đến 60%, nhất là các thể loại phóng sự, phim tài liệu, phim truyền hình. Với sự góp mặt của những nghệ sĩ, đạo diễn, nhà báo nổi tiếng trong nước và các địa phương, cho thấy sự đề cao công tác chấm thi và yêu cầu đặt ra của tác phẩm dự thi.
Năm nay có nhiều thứ thú vị ở trong bảng phim truyền hình. Cũng có những tác phẩm đã rất là mạnh dạn lựa chọn những đề tài khá là gai góc. Nhưng đồng thời cũng có những bộ phim có thể chỉ là câu chuyện về cảm xúc, tình cảm, nhẹ nhàng, tâm lý v.v. nhưng lại được làm rất là chuyên nghiệp và thậm chí là có sự đầu tư rất là kỹ lưỡng về nghề nghiệp, về hình ảnh và diễn xuất. Điểm đáng mừng là đã nhìn thấy rất nhiều những cái vai diễn, những cái nhân vật mà các nghệ sĩ đã tham gia thể hiện một cách cực kỳ chuyên nghiệp. Tôi cho rằng đây là một tín hiệu tốt để thấy rằng là phim truyền hình đang có những cái thay đổi bứt phá, đáp ứng được cái sự kỳ vọng của công chúng. Theo ban tổ chức, gần 500 tác phẩm gửi về dự thi trừ thể loại phim truyền hình đã chấm từ đầu tháng 11, thời lượng còn lại hơn 12.000 phút. Vì vậy, để đảm bảo thời gian chấm thi và đánh giá chất lượng tác phẩm, đòi hỏi sự nỗ lực hết mình của ban giám khảo. Số lượng tác phẩm thì nhìn chung là theo quy định thì cũng có sự hạn chế ở từng thể loại đối với từng đơn vị, cho nên số lượng khá ổn định, khoảng gần 500 tác phẩm ở các thể loại. Tuy nhiên thì chất lượng nó sẽ là vấn đề quyết định chứ không phải số lượng. Năm nay thì có hai thể loại mới được đưa vào, hai loại mới được đưa vào chấm, đó là cái phim tài liệu giải tập. Và thứ hai nữa là phim truyền hình có được chuyển thể từ kịch bản hoặc là làm mới từ cái tác phẩm của nước ngoài cũng được tham dự. Ngoài ra thì cho đến lúc này chúng tôi thấy là số tác phẩm, đặc biệt là ở thể loại phóng sự và phim tài liệu, đã có rất nhiều tác phẩm với cái nội dung được, phải nói là cập nhật được những cái hoạt động kinh tế, xã hội, chính trị của đất nước. Hy vọng là sẽ được sự đón nhận, đánh giá tốt của ban giám khảo. Theo kế hoạch, việc chấm thi diễn ra từ ngày 17 đến hết ngày 20 tháng 12. Với thành phần ban giám khảo là những nghệ sĩ, đạo diễn, nhà báo có kinh nghiệm, công tác chấm thi sẽ đảm bảo thời gian và chọn ra được những tác phẩm xứng đáng được tôn vinh tại liên hoan năm nay. Thưa quý vị, chỉ còn 2 ngày nữa, Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 38 tại Đà Lạt, Lâm Đồng sẽ chính thức diễn ra. Đây là sự kiện lớn nhất trong năm của những người làm truyền hình Việt Nam và là lần đầu tiên Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng đăng cai tổ chức Liên hoan truyền hình toàn quốc. Công tác chuẩn bị đã được triển khai khá chu đáo. Đến thời điểm này, mọi thứ đã hoàn tất. Không khí sôi nổi và tất bật nhất của mùa Liên hoan phim truyền hình lần này phải được kể đến đó là tại Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng, đơn vị đăng cai tổ chức. Ngay từ sáng sớm ngày 17 tháng 12, chuẩn bị cho buổi gặp mặt các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh để chia sẻ thông tin và giải đáp những câu hỏi, những mối quan tâm về sự kiện. Tổ hậu cần và ban thư ký chương trình đã làm việc hết sức trách nhiệm. Cho đến lúc này thì Liên hoan truyền hình toàn quốc thật sự đã bắt đầu, ban giám khảo đã bắt đầu làm việc. Mọi công tác chuẩn bị đã được thực hiện khá chu đáo từ thời gian dài. Và cho đến lúc này chúng tôi có thể yên tâm mà nói rằng Liên hoan truyền hình toàn quốc đã sẵn sàng cho đêm khai mạc. Với sức hút của bản thân Liên hoan truyền hình, và đặc biệt là sức hút của mảnh đất và con người Đà Lạt Lâm Đồng, thì chúng tôi nghĩ rằng liên hoan lần này sẽ có số lượng đơn vị cũng như đại biểu tham dự rất là đông đảo và sẽ hứa hẹn một kỳ liên hoan thành công nhất từ trước đến nay. Cũng cùng thời điểm hiện tại, tại các địa điểm sẽ diễn ra các hoạt động chính trong khuôn khổ liên hoan phim, như là Nhà văn hóa lao động tỉnh Lâm Đồng, khách sạn Đà Lạt Palace, khách sạn Đà Lạt Đô Bắc. Công tác chuẩn bị đều đã hoàn thiện, hứa hẹn sẽ mang đến những không gian đẹp, sống động cho Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 38. Nhà văn hóa lao động tỉnh Lâm Đồng cũng rất vinh dự để được là nơi tổ chức Liên hoan phim lần thứ 38 toàn quốc. Thì với trách nhiệm của nhà văn hóa lao động thì chúng tôi đã tạo mọi điều kiện để Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng và Đài Phát thanh Truyền hình Việt Nam chuẩn bị cơ sở vật chất, trang trí hội trường, âm thanh ánh sáng và các cơ sở khác để phục vụ thành công liên hoan phim. Tôi hy vọng qua liên hoan phim lần này là điều kiện để quảng bá hình ảnh của Đà Lạt, Lâm Đồng. Để chuẩn bị cho liên hoan phim được diễn ra vào ngày 19 thì trung tâm thông tin chúng tôi đã được tập huấn trước đó 2 tuần về công tác đón tiếp đại biểu cũng như là cập nhật thông tin của đại biểu. Và đến thời điểm hiện tại thì trung tâm thông tin cũng đã sẵn sàng để chuẩn bị đón tiếp quý vị và đại biểu vào ngày khai mạc.
Bên cạnh công tác chuẩn bị chương trình, tại các tuyến đường thuộc huyện Đức Trọng và khu vực trung tâm của thành phố Đà Lạt đã được treo hơn 25 băng rôn và trên 800 phướng cổ động tuyên truyền cho Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 38. Được biết, chương trình khai mạc Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 38 do Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện sẽ được diễn ra lúc 20 giờ 10 phút ngày 19 tháng 12 tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh Lâm Đồng và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1. Tiếp tục chương trình là một số tin vắn đáng chú ý trên các lĩnh vực. Sáng ngày 17 tháng 12, Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đã khai mạc hội thi báo cáo viên giỏi tỉnh Lâm Đồng lần thứ 3 năm 2018. Trong hai ngày 17 và 18 tháng 12, 20 thí sinh là những báo cáo viên xuất sắc từ các cuộc thi báo cáo viên giỏi cấp huyện, thành, đảng ủy trực thuộc trong tỉnh sẽ cùng trải qua 3 phần thi là soạn giao án, kỹ năng thuyết trình và trả lời câu hỏi của ban giám khảo với các nội dung liên quan đến nghị quyết Trung ương Đảng toàn quốc lần thứ 12, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm. Việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ cấp huyện tại địa phương, hội thi nhằm đánh giá chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tạo điều kiện để báo cáo viên trong tỉnh được bồi dưỡng, trao đổi, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng trong việc tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của đảng đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ đó từng bước củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận của cán bộ và nhân dân trong việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất và thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh. Chiều qua ngày 16 tháng 12, Đoàn trường Đại học Đà Lạt đã tổ chức buổi talk show Tinh thần lãnh đạo và đổi mới trong thời đại trí tuệ nhân tạo dưới sự dẫn dắt của nhà báo Tạ Bích Loan với sự tham dự của đông đảo sinh viên, cán bộ, giảng viên nhà trường. Khách mời của chương trình là ông Nguyễn Anh Tuấn, cựu sinh viên khóa 4 trường Đại học Đà Lạt, hiện là giám đốc điều hành diễn đàn toàn cầu Boston, Hoa Kỳ, nguyên tổng biên tập báo điện tử Vietnamnet. Tại chương trình, nhà báo Tạ Bích Loan và khách mời Nguyễn Anh Tuấn đã cùng trao đổi về khái niệm và tầm quan trọng của trí tuệ nhân tạo, tinh thần đổi mới, dám nghĩ khác, làm khác, nắm bắt xu hướng mới trong tương lai và dẫn dắt xã hội trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Tìm hiểu thế nào là tinh thần lãnh đạo, tại sao thời đại trí tuệ cần tinh thần lãnh đạo và đổi mới. Thông qua những hình ảnh về không khí ăn mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá Việt Nam tại AFF Cup năm 2018 và câu chuyện của huấn luyện viên Park Hang-seo, các bạn sinh viên cũng tham gia trao đổi suy nghĩ về lãnh đạo và đổi mới trong thời đại trí tuệ nhân tạo, đồng thời tìm hiểu cơ hội của sinh viên Trường Đại học Đà Lạt trong thời đại mới. Chào mừng 74 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, sáng ngày 17 tháng 12 tại Bộ Chủ quân sự tỉnh, khối các cơ quan thi đua nội chính, khai mạc hội thao thể dục thể thao văn hóa văn nghệ. Tham gia hội thao có gần 100 vận động viên đến từ các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh, công an, thanh tra, sở tư pháp, cục thi hành án, viện kiểm sát, tòa án và phường 2 thành phố Đà Lạt. Trong thời gian một ngày, vận động viên thi đấu ở các nội dung cầu lông, bóng bàn, tennis, bóng đá mini, cờ tướng, thi hát karaoke. Với tinh thần thi đấu sôi nổi cùng sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, đã mang đến cho hội thao không khí vui tươi đoàn kết. Thông qua hội thao nhằm đánh giá hoạt động cũng như xây dựng phát triển phong trào thể dục thể thao văn hóa văn nghệ quần chúng trong từng cơ quan đơn vị, đồng thời góp phần đưa phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Phần tin trong nước và quốc tế, đa số người dân đều mong muốn lộ trình tăng giá tính đúng tính đủ cũng cần phải đi kèm với tăng chất lượng phục vụ để người bệnh yên tâm trong quá trình khám chữa bệnh. Giảm ăn thịt không chỉ giúp hạn chế lượng khí thải CO2 từ chăn nuôi mà còn để bảo vệ sức khỏe chống nguy cơ ung thư. Từ mùa tuyển sinh năm tới, Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ quy định điểm sàn riêng đối với khối ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề. Đây là một trong số các điểm mới của Luật Giáo dục Đại học chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2019. Quyết định này sẽ có tác động trực tiếp đến công tác tuyển sinh của trường đại học cao đẳng trong thời gian tới. Cụ thể, Điều 34 của luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học ghi rõ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành quy chế tuyển sinh, quy định nguồn tuyển sinh trình độ đại học từ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, người tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp. Như vậy, vào năm 2019, khi Luật Giáo dục Đại học mới có hiệu lực, khối ngành sức khỏe sẽ có điểm sàn riêng. Theo đó, Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ cùng Bộ Y tế và các trường đang đào tạo các ngành y dược tính toán để có mức điểm sàn được các vùng miền xã hội chấp nhận. Việc làm này cũng là để đảm bảo chất lượng đào tạo nhân lực cho lĩnh vực y tế. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông cho biết trong năm 2018, với sự nỗ lực quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và nhân dân tỉnh Đắk Nông,
Tình hình kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Theo thống kê, toàn tỉnh Đắk Nông có 15 trên 16 nhóm chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó có 9 nhóm chỉ tiêu vượt kế hoạch và 6 nhóm chỉ tiêu đạt kế hoạch. Một số con số nổi bật như tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn tỉnh ước đạt 8,21% thay vì 7,52% như kế hoạch. GDP bình quân đầu người đạt trên 45 triệu đồng, trong khi kế hoạch là 44,85 triệu. Thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 2.300 tỷ, vượt hơn 300 tỷ đồng so với mục tiêu ban đầu. Một số nhóm chỉ tiêu trước đây không đạt thì trong năm 2018 đều vượt và đạt, như tỷ lệ lao động và việc làm, giảm nghèo, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế. Từ ngày 15 tháng 12, giá các dịch vụ y tế có sự điều chỉnh theo mức tăng của lương cơ sở. Cụ thể, giá của hơn 1.900 dịch vụ y tế cũng được điều chỉnh tăng, nhưng tăng không nhiều, tác động không đáng kể đến người có thẻ bảo hiểm y tế. Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Hà Nội là bệnh viện hạng 1, có gần 7.000 danh mục kỹ thuật được Bộ Y tế phê duyệt. Theo thông tư 39 của Bộ Y tế, khoảng 6.700 danh mục dịch vụ tại đây tăng giá, gần 300 danh mục không tăng giá và 1 danh mục giảm giá. Riêng giá dịch vụ khám chữa bệnh theo mức lương cơ sở được áp dụng từ ngày 15 tháng 12. Đầu hết những cái danh mục được tăng giá thì nó ở những cái nhóm mà sử dụng nhiều nhân lực nhiều. Bởi vì nguyên nhân tăng giá đợt này đấy là do lương cơ bản của chúng ta tăng từ 1.150.000 lên 1.390.000. Thì mà trong đó cơ cấu giá thì trong đó có phần cơ cấu vào lương. Do vậy Bộ Y tế quyết định là có cái tăng giá nhưng tỷ lệ tăng giá không nhiều. Nếu bệnh nhân không bảo hiểm y tế thì tổng số cũng chỉ tăng có 6% thôi cho tất cả các danh mục. Đối với những người có thẻ bảo hiểm y tế, mức tăng này không ảnh hưởng nhiều đến quyền lợi khám chữa bệnh. Ví dụ, dịch vụ khám bệnh ở bệnh viện hạng đặc biệt và hạng 1 trước đây là 33.100 đồng một lượt khám, được điều chỉnh lên thành 37.000 đồng một lượt. Bệnh viện hạng 2 tăng nhẹ từ 29.600 đồng lên 33.000 đồng một lượt. Bệnh viện hạng 3 từ 26.600 đồng lên 29.000 đồng. Bệnh viện hạng 4 và trạm y tế xã từ 23.300 đồng lên 26.000 đồng một lượt khám. Đương nhiên là các con sẽ hưởng bảo hiểm rồi, nhưng mà bảo hiểm nó nên chi trả nhiều hơn. Cái tăng giá này thì được bảo hiểm y tế chi trả một phần theo các cái mức độ khác nhau. Thế do vậy là tôi nghĩ rằng là về phía người mà tham gia bảo hiểm y tế thì cũng có ảnh hưởng, bởi vì nó tăng lên. Tuy nhiên thì cái mức độ ảnh hưởng không nhiều. Cũng theo bảng giá mới, người cận nghèo chỉ phải đồng chi trả 5%, cho nên mức độ tác động không đáng kể. Riêng các đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế phải đồng chi trả 20% chi phí khám chữa bệnh thì có ảnh hưởng nhưng không nhiều vì tỷ lệ điều chỉnh giá tăng bình quân là 3,23%. Mặc dù mức tăng không nhiều nhưng đa số người bệnh đều mong muốn lộ trình tăng giá tính đúng tính đủ cũng cần phải đi kèm với chất lượng dịch vụ để người bệnh yên tâm trong quá trình khám chữa bệnh. Thưa quý vị, tín dụng đen là hình thức cho vay không chính thống, nằm ngoài sự quản lý của pháp luật và chứa nhiều rủi ro, nguy hiểm, nhưng vẫn tồn tại và phổ biến trong xã hội. Vậy tín dụng đen là gì, hiểm họa của nó ra sao và cách phòng tránh như thế nào? Video clip sau đây sẽ cho chúng ta cái nhìn rõ hơn về tín dụng đen. Tín dụng đen là hình thức cho vay tín dụng với lãi suất cao, cùng với các quy định chi trả do một cá nhân, nhóm cá nhân hay tổ chức nằm ngoài vòng kiểm soát của pháp luật đề ra. Họ không đăng ký kinh doanh, cũng như chưa từng được cấp phép hay chịu sự quản lý của bất cứ cơ quan quản lý nhà nước nào đối với hoạt động cho vay này. Đi cùng với tín dụng đen là hoạt động đòi nợ thuê với các luật rừng, luật giang hồ, chuyên để trấn áp người đi vay nếu không trả nợ đúng hạn bởi lãi suất quá cao với các hành động hung hăng, dữ tợn. Tránh xa những quảng cáo kêu gọi vay vốn ưu đãi hay đăng ký thẻ tín dụng không chứng minh thu nhập tại các thông báo, tờ rơi ngã tư hay cột điện. Tránh xa thủ tục vay vốn chỉ bằng chứng minh thư, bằng lái xe hay thẻ ATM. Tránh xa hợp đồng cho vay đơn giản, không giống mẫu của các ngân hàng hay tổ chức tín dụng uy tín. Liên quan tới tình hình tại Yemen, hôm qua Liên Hợp Quốc đã kêu gọi các bên tại quốc gia này tôn trọng lệnh ngừng bắn tại thành phố Hodeidah. Trước đó, một thỏa thuận ngừng bắn tại Yemen đã đạt được và sẽ có hiệu lực từ ngày 18 tháng 12, qua đó mở ra hy vọng về giải pháp cho xung đột dai dẳng tại quốc gia Trung Đông này. Trong thông báo, đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Yemen Martin Griffiths đã kêu gọi các bên tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn đạt được tại cuộc hòa đàm vừa qua tại Thụy Điển và khẳng định đang làm việc với các bên liên quan nhằm đảm bảo việc thực thi nghiêm túc thỏa thuận. Theo thỏa thuận, các bên tham chiến sẽ phải rút quân hoàn toàn trong vòng 21 ngày
kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Lệnh ngừng bắn này là một phần trong giải pháp xây dựng lòng tin giữa các bên, qua đó mở đường cho một lệnh ngừng bắn quy mô hơn cùng một khuôn khổ đàm phán chính trị trong tương lai tại Yemen. Trong động thái mới nhất, nhóm Houthi cũng tuyên bố ủng hộ cam kết, nhưng cho biết sẽ đáp trả nếu lệnh ngừng bắn này bị vi phạm. Có hơn 65% người dân Nhật Bản phản đối việc quốc hội nước này mới đây thông qua dự luật nới lỏng các quy định về tiếp nhận người lao động nước ngoài. Đây là kết quả thăm dò dư luận mới được hãng tin Kyodo của Nhật Bản tiến hành trong hai ngày 15 và 16 tháng 12 trên toàn quốc. Theo kết quả thăm dò, chỉ có gần 25% người ủng hộ, trong khi có tới hơn 65% số người phản đối. Dự luật vừa được thông qua sẽ cho phép Nhật Bản tiếp nhận hơn 345.000 lao động trong vòng 5 năm để giải quyết vấn đề thiếu hụt nhân lực. Kết quả này cũng trái ngược với cuộc thăm dò được tổ chức hồi tháng 11, trước thời điểm Quốc hội bỏ phiếu về dự luật, khi có tới hơn 51% số người được hỏi bày tỏ ủng hộ. Ngày 8 tháng 12 vừa qua, Quốc hội Nhật Bản đã thông qua dự luật nới lỏng các quy định về tiếp nhận người lao động nước ngoài, mở đường cho chính phủ thực hiện chính sách mở cửa chào đón lực lượng lao động trình độ thấp từ nước ngoài. Hệ thống cấp thị thực cho người lao động nước ngoài sẽ có hiệu lực từ tháng 4 năm 2019, bao trùm 14 lĩnh vực, trong đó có xây dựng, canh tác nông nghiệp và điều dưỡng, những lĩnh vực mà Nhật Bản đang thiếu hụt lao động trầm trọng. Giảm ăn thịt không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe con người mà còn góp phần bảo vệ môi trường và trái đất. Đây là nghiên cứu mới được tạp chí CN công bố, trong đó nhấn mạnh sự liên quan chặt chẽ giữa việc ăn thịt và môi trường. Theo nghiên cứu, hiện có tới 83% diện tích đất nông nghiệp trên thế giới được sử dụng để chăn nuôi và đi kèm với nó là lượng khí thải CO2 gây ô nhiễm môi trường. Để nuôi sống 7 tỷ người trên thế giới hiện nay, mỗi năm phải cần làm thịt 50 tỷ gia súc. Một khi dân số địa cầu lên tới 10 tỷ, nhân loại buộc phải thay đổi cách sản xuất và ăn uống. Khi đó, những biện pháp như chế tạo thịt trong phòng thí nghiệm hay tiết kiệm thức ăn thậm chí có thể còn không đáp ứng đủ nhu cầu của con người. Hơn nữa, giảm ăn thịt không chỉ giúp hạn chế lượng khí thải CO2 từ chăn nuôi, mà còn để bảo vệ sức khỏe, chống nguy cơ ung thư. Các nhà nghiên cứu cũng đề xuất việc tăng thuế vào thịt, như với thuốc lá hay đường, để làm giảm mức tiêu thụ. Ông già Noel trèo từ ống khói xuống để phát quà cho các em nhỏ. Đó là hình ảnh quá đỗi quen thuộc. Nay các em nhỏ và cả người lớn được phen thót tim khi chứng kiến ông già Noel đu dây leo xuống từ một tòa nhà cao chọc trời ở thủ đô Berlin, nước Đức. Câu chuyện được giải thích khá hài hước. Sau khi phát hiện túi quà của mình đã bị rơi khỏi xe tuần lộc, ông già Noel đành phải dừng lại ở tòa tháp Kornhof để tìm quà. Và sau khi đã tìm thấy gói quà, ông quyết định xuất hiện và tặng quà luôn cho các em nhỏ đang có mặt tại tòa nhà, cũng như ở quảng trường bên dưới. Quyết định khá là mạo hiểm vì ông già Noel chỉ trèo xuống bằng một chiếc thang dây thừng. Lúc đầu, ông đã vào được tới quán cà phê ở tầng 24 và khiến lũ trẻ có mặt tại đây vô cùng hào hứng. Sau đó, ông tiếp tục hành trình của mình trong khi lũ trẻ phía dưới quan sát trong tâm trạng vừa hồi hộp, lo lắng, lại vừa phấn khích. Và khi tới mặt đất, ra khỏi tòa nhà cao tầng, ông đã dốc hết số quà cuối cùng có trong túi. Trẻ em Đức thường được nhận đến 2 lần quà quanh dịp lễ Giáng sinh vào ngày 6 tháng 12 và 24 tháng 12. Phần cuối chương trình thời sự tối nay cùng gặp gỡ người phụ nữ đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ và truyền ngọn lửa đam mê đến từ thiện nhân đạo, an sinh xã hội bằng cái tâm của mình. Thưa quý vị, vượt qua rào cản định kiến về giới, một người phụ nữ đơn thân đã dành cả tấm lòng đầy bao dung và nhân hậu của mình để làm công việc từ thiện nhân đạo, giúp đỡ cho những mảnh đời, những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống, tiếp thêm niềm tin động lực để họ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Đó là chị Nguyễn Thị Phương Thảo, trú tại tổ dân phố 6, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lộc. Trong suốt 4 năm qua, chị Thảo vẫn cháy hết mình với công việc làm từ thiện nhân đạo, mang đậm ý nghĩa nhân văn sâu sắc, hướng về cuộc sống cộng đồng. Không quản ngại khó khăn, một mình chị lặn lội đến từng buôn làng của người đồng bào dân tộc, hay những con hẻm nhỏ, đến mang những phần quà quyên góp từ bạn bè, những nhà hảo tâm, nhà mạnh thường quân, đến với những người nghèo, người già neo đơn không nơi nương tựa, những trường hợp ốm đau, bệnh tật. Bên cạnh đó, chị luôn dành tình yêu thương, sự đùm bọc đối với những em nhỏ cơ nhỡ, thiếu tình thương, hơi ấm của gia đình, trẻ em nghèo hiếu học bằng những bộ quần áo, giày dép, sách vở, tươm tất để các em được đến trường,
viết tiếp ước mơ về một cuộc sống tươi đẹp phía trước. Trong những lần làm công tác từ thiện, thấy bà con gặp khó khăn trong việc đi lại trên những cây cầu tạm bợ xuống cấp, chị Thảo vận động quỹ từ thiện Nam Phương tại thành phố Hồ Chí Minh tài trợ xây dựng cây cầu treo tại thôn 5 xã Lộc Ngãi trị giá 1,7 tỷ đồng. Có được cây cầu mơ ước, người dân nơi đây sẽ thuận lợi hơn trong việc giao thông đi lại và vận chuyển hàng hóa, đồng thời đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Ở nhà thì mấy anh em rất là đông, bố mẹ rất là khổ, nghèo lắm, cho nên là mình cảm nhận được những cái thiếu thốn mà những cái khó khăn, bệnh tật lúc mà mình không có ăn, không có tiền chữa bệnh là mình đồng cảm được với người nghèo. Như bản thân em thì tay rất là ngắn, nhưng mà một khi ví dụ em đăng lên mạng một cái hoàn cảnh nào thì em cũng muốn mọi người nhìn vô để chia sẻ và cùng tìm tới giúp đỡ. Đó là những hoàn cảnh đặc biệt, họ không còn sức lao động nữa, họ già neo đơn không ai chăm sóc thì họ cần chia sẻ. Tại vì họ không còn khả năng lao động, không thể kiếm tiền thì chúng ta hỗ trợ thêm để cho họ đỡ phải vất vả. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, sau những đổ vỡ trong tình yêu và hôn nhân khiến chị suy sụp, mất hết niềm tin vào cuộc sống. Tuy nhiên, bằng nghị lực vươn lên của mình, cộng với sự động viên, tình yêu thương của gia đình, bạn bè và đứa con trai bé bỏng đã tiếp thêm động lực, giúp Phương Thảo vượt qua mọi định kiến của xã hội để tìm lại niềm vui trong việc làm từ thiện nhân đạo, sống tiếp cuộc đời của mình và tương lai của con. Chị không ngừng nỗ lực vươn lên bằng chính đôi tay của mình, làm đủ nghề để kiếm sống, từ làm bánh kem, trang trí mâm quả lễ cưới đến kinh doanh đồ ăn thức uống. Trong vai trò vừa làm mẹ vừa làm cha của đứa trẻ, chị dành thời gian và tình yêu thương hơn cho con. Chính những khó khăn, những vấp ngã trong cuộc đời của mình giúp chị hiểu rất rõ những khó khăn mà những người nghèo khó phải trải qua. Chị hiểu hơn ai hết giá trị của cuộc sống. Mặc dù cuộc sống của mẹ con chị chưa thật sự đủ đầy, còn nhiều khó khăn phía trước, nhưng tấm lòng nhân hậu, tình yêu thương dành cho người nghèo luôn rộng mở, luôn hướng đến những việc làm có ích cho đời. Có thể nói, đối với những người phụ nữ vùng nông thôn, việc phấn đấu tự vươn lên để thoát ra khỏi định kiến về giới cũng như vượt qua rào cản của chính bản thân mình là hết sức khó khăn. Định kiến rất là nhiều, người ta sẽ nghĩ mình làm màu hoặc là lấy tiếng hoặc là không có trung thực, cho nên là đó là những lời thị phi thì mình cũng không quan tâm. Mình chỉ muốn là cái mục đích lớn nhất của mình là san sẻ với những người khó khăn. Cho nên định kiến thì ai có nói gì thì nói, thì những cái việc mình làm rất là nhỏ nhặt thôi, nhưng mà cái quan niệm của em rất là đơn giản, chỉ vậy là hạnh phúc rồi. Người cho mới là người hạnh phúc. Khi mà mình cảm nhận được người ta cần những cái thứ đó, mình chia sẻ, mình cho người ta thì mình mới chính là người hạnh phúc hơn là người nhận. Công việc thiện nguyện bằng cái tâm của chị Thảo đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ và truyền ngọn lửa đam mê đến tất cả những người bạn có cùng sở thích làm công tác từ thiện nhân đạo, an sinh xã hội, để cho cuộc sống càng thêm có ý nghĩa hơn. Từ thiện của nhân đạo của chị Thảo á, thì nó cũng có sức lan tỏa với trẻ rất là nhiều. Và cũng đối bản thân, em thì em cũng thấy chị Thảo làm rất là ok, cho nên là em hay tham gia với hoạt động với chị Thảo. Những lúc chị Thảo đi được á, thì em không đi, mà lúc chị Thảo mà mất bằng việc hay là nọ đó, thì em lại đi. Cho nên là đối với giới trẻ như em á, thì mọi người cứ mở tấm lòng mình ra để giúp đỡ cho những hoàn cảnh bị khó khăn như thế. Cuộc sống luôn có muôn vàn khó khăn, nhưng có những người biết chia sẻ như chị Thảo thật đáng trân trọng. Với những kết quả đạt được trong công tác từ thiện nhân đạo tại địa phương, chị Nguyễn Thị Phương Thảo được biểu dương là gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt của huyện Bảo Lâm 5 năm liền. Một người phụ nữ không phải ở vị trí, vai trò người cán bộ, lãnh đạo, quản lý, nhưng với việc làm đầy ý nghĩa mang đậm tính nhân văn sâu sắc, chị Nguyễn Thị Phương Thảo đã phát huy vai trò chủ động trong công việc, cuộc sống và truyền cảm hứng cho cộng đồng, đặc biệt là trong giới trẻ hiện nay. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.